Lê Hiếu và Đức Anh gửi lời chào đến tất cả mọi người đang theo dõi kênh Phan Thiết Phố. Hôm nay là buổi chiều thì Lê Hiếu muốn giới thiệu cho mọi người một món ăn rất là nổi tiếng ở Phan Thiết, đó là món bánh canh. Và cái quán mà Lê Hiếu giới thiệu cũng nổi tiếng hôm giờ luôn, ở địa chỉ là 212 Võ Thị Sáu, mang tên rất là thân thương nha. Đó là bánh canh nhà cổ của một bà ngoại rất là dễ thương. Bây giờ thì Lê Hiếu mời mọi người vào trong để khám phá quán bánh canh nhà cổ này nhé. Khi mà đến đây thì Lê Hiếu gặp được ngoại xí nè. Ngoại xí thì trước giờ là ngoại xí ngồi đây, ngoại xí bán bánh canh, nhưng mà con chưa biết là bán được bao nhiêu năm rồi ngoại xí. Bốn mấy năm rồi. Ủa dữ vậy hả? Bốn mấy năm rồi. Là từ năm tám mấy hả? Năm bảy mấy à. Bảy mấy thôi. Là ngoại ngoại vô chỗ nhà cũ này luôn. Hồi đó là bà bán với con. Dạ. Lục quá rồi cái lên đây ở, bà lên đây. Dạ. Bán đây nó gần hơn. Ông mà có cái nhà cổ này phía trước rất là dễ thương nha. Mà cái nhà này là nhà của ai nữa? Dạ của người ta. Mướn. Rồi mướn phía trước rồi bán thôi. Dạ. À, khi mà Lê Hiếu tới là Lê Hiếu thấy là đó. Nhìn đồ ăn thôi là đủ thèm cho mọi người. Cái son bánh canh nó nhiều và nó đậm đặc mà nhìn rất là hấp dẫn. Rồi ở bên kia son xíu mại, bên nọ thì chả cá rồi giò mỡ trứng, ha. Trời, nói chung là tới thôi là mọi người nhìn là mọi người đã đủ thấy thèm rồi á. Giờ có bỏ chả không anh? Đây nè, bên này nè. Ủa, hồi nãy là khách chả đến mà lúc mà ngoại mới dọn hàng ra nha. Và mới vào được vài phút thôi, bây giờ là khách đã đông lên rồi. Ngoại ơi, mình bán từ mấy giờ ngoại? 2:30 thôi. Dạ. 2:30 tới mấy giờ ngoại? Ai được tới 8 giờ, 8 9 giờ lận. 8 9 giờ tối luôn hả? Tại ông tưởng là 5 6 giờ hết rồi chứ. Có đâu, có nhiều mà sao hết nổi. Dạ, ngày một son này rồi còn nữa không ngọt? Còn mấy son nữa. Mấy son luôn hả? Wow. Nhiều dữ vậy. Là múc xong cái này rồi tới được nữa đem son ra khác ra tiếp. Dạ. Bây giờ ngoại cho con một tô bánh canh. Rồi một tô chấm. Chấm, dọc rồi. Lấy cái này ra luôn. Lấy này thôi, cởi cái bánh bình thường đi. Dạ. Họ vui vẻ dễ thương lắm nè. Nói ngoại vậy chứ bằng tuổi mẹ con chứ bao nhiêu. Dạ, 69 đó. Còn kiểu quá trời luôn. Bánh canh, cái bột này là bột gì? Bún, cái này bún con. Bún này là bột gì? Bột gạo. Gạo, bột gạo xay ra. À, bột gạo, dạ. Chỉ mình gõ gì đó. Dạ. Tô này là tô bánh canh. À. Rồi có bỏ gì nữa không? Bỏ chả con nè. Chả chiên, chả thấp, tô này nhiêu ạ? 20 nè. Rồi, 20.000 một tô. Sữa ớt, nước mắm. Đây, tô bánh canh 20.000. Rồi, Hiếu đây gọi một tô bánh canh cực kỳ ngon luôn á mọi người. Và một tô nữa là một tô xíu mại trứng, đầy đủ ha. Nhiều lắm. Một cái tô này rất rất là nhiều luôn. Rồi, nhìn cái quầy ngồi sau thôi là mình đủ thấy đã rồi. Rồi, thêm hai ổ mì nữa. Rồi, bây giờ Lê Hiếu xin mời mọi người nha. Giờ mình ăn bánh canh trước ha. Nó dùng ngon, ngọt nhẹ, thơm và thanh nhé. Thơm mùi cá lắm, thơm lắm. Không ngờ ngon như vậy ta. Bữa Hiếu ăn rồi nhưng mà ăn lâu quá giờ quên rồi, ăn lại thấy ngon ghê. Nước ngon quá hấp nãy giờ luôn. Rồi đây là cọng bánh canh ha. Ở đây chỉ có một loại cọng bánh canh thôi. Và đặc trưng của nó đó là cọng bánh canh bột gạo. Đây là cọng bánh canh nè. Mình ăn không có đũa nha mọi người, ăn tém như vậy nè đó. Bày chứ bày cách ăn nè, chứ bình thường thấy mọi người gấp đũa thấy tội nè đó. Tại gấp đũa nó lên nó trơn lắm, nó sẽ bị rớt xuống như thế này. Ngon quá, bỏ nhiều hành ngọt phía trên rồi tiêu quá. Rồi cái nước dùng nó cũng ngon nữa, nó ăn đã. Tô này 20, có chả, có chả chả ha, chả chả chiên, chả hấp. Cái này chả hấp này nha, chả màu vàng vàng như thế này là chả hấp, còn đây là chả chiên. Chả chiên á thì người ta sẽ làm hoàn toàn bằng cá luôn, còn chả hấp á thì người ta sẽ làm theo cái kiểu là có một ít thịt trong này để người ta bầm vào nữa, và nó sẽ có một ít mỡ mỡ sực sực nữa. Đây là chả hấp này nè. Thơm quá, cá thơm quá. Cá chả hấp rất thơm nha. Giờ Lê Hiếu mời mọi người ăn chả chiên. Chả chiên thì thơm nữa, tại thơm cái mùi ngậy lên khi mà chiên lên rồi. Chả chiên đặc sẹo cá luôn, đặc cá trong này luôn.
Ở đây Hiếu thấy có mấy cục nấm đó nè, nhìn hấp dẫn nè. Đó, chắc là nấu nấm để cho nó ngọt nước. Ngon lắm nha, ngon. Đây là phần bánh mì chấm ở Phan Thiết á, thì ngồi cái bánh canh đó thường thường nó sẽ đi kèm với lại bánh mì chấm như thế này mà hấp dẫn lắm á nha. À, xíu mại nè, sẽ có hai viên xíu mại nè, một cái trứng mình sẽ cắt to, cắt ra, đây là trứng hụt vịt á, này mình cắt làm hai. Ở trong này có chả chiên nè, đúng không? Rồi trong này có thêm cái da heo nữa nè, đó nhiều lắm nha. Ở đây thì đây là đồ chua thôi, để mình ăn mình thấy cho nó ăn cho nó thích vị á. Và cái nước dùng thì cái nước này là nước chấm bánh mì. Rồi đây Hiếu sẽ tỉa cái bánh mì này ra rồi chấm với lại cái nước này. Đây hình như là có thêm một ít nước mắm ngọt đó. Nước mắm là nước mắm của xíu mại cộng với là nước mắm ngọt, nó sẽ tạo thành cái dạng nước mắm này. Đây là viên xíu mại nè, thử qua viên xíu mại của bà ngoại nha. Cái ngoại nè, bà ngoại làm nè, thứ nhất là đặc nè, thịt nhiều nè, và nó không có bị bở nè. Đó, điều đầu tiên mà Hiếu thấy là như vậy đó. Để mình ăn thử ha. Thơm thịt, rất là thơm thịt luôn. Ngoại làm thơm thịt lắm đó, không bị bở nha mọi người. Ăn vào thì nó mới mềm ra và thịt rất là thơm. Tôi nghĩ là mấy em bé người ta sẽ rất là thích ăn, các em bé sẽ rất là thích ăn cái dạng thịt như thế này nè, dạng xíu mại như thế này nè. Tô 20.000 quá trời ha, 25.000 chứ. Có luôn ổn mì nữa. Rồi mọi người nhớ ăn cái dưa chua này nha. Đây là dưa leo và củ cải với lại cà rốt thôi. Theo như Hiếu chốt lại là nó cũng không ngọt lắm đâu. Hôm trước Hiếu nghe nói là ở đây bán ngọt, nhưng mà thật sự ra nãy giờ Hiếu ăn thì Hiếu thấy là nó ngọt cái vị nhẹ thôi, không có ngọt nhiều. Nên thành ra dân mà du lịch đó, mà về đây ăn đó, là vẫn hợp lý. Hôm nay Lê Hiếu đến đó, thì trời mưa, nhưng mà cái lượng khách mà đến ủng hộ bà ngoại ha, và khách mới quen của bà ngoại ở xung quanh dân địa phương á, thì đến đây rất là nhiều. Và Lê Hiếu cảm thấy là khi mà ăn xong món bánh canh chỗ bà ngoại thì mới biết là tại sao là bà ngoại bán bốn mấy năm rồi nhưng mà vẫn rất là đông khách, và mọi người cũng rất là yêu thương bà ngoại bởi vì cái sự vui vẻ, là đồ ăn cũng rất là ngon nè. Nếu như mà mọi người có đi du lịch về thành phố Phan Thiết thì hãy ghé với địa chỉ là 212 Võ Thị Sáu để ủng hộ quán bánh canh nhà của bà ngoại Xí nha. Bây giờ thì Lê Hiếu xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.